Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Công thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Hải Phòng 2015. Hội chợ là một trong những hoạt động chào mừng 60 năm ngày giải phóng Hải Phòng nằm trong chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia 2015. Hải Phòng có vị thế quan trọng của vùng và cả nước, có sự phát triển mạnh mẽ, có nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian qua. Hải Phòng là trung tâm cảng biển vận chuyển hàng xuất khẩu lớn của cả nước. Hiện hàng hóa của Hải Phòng có mặt ở 120 nước và vùng lãnh thổ. Vì thế Hải Phòng được Bộ Công Thương lựa chọn để tổ chức hội chợ công thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã đánh giá cao công tác chuẩn bị hội chợ của Hải Phòng, xứng tầm vị thế của thành phố, thu hút sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành công thương. Đối với thành phố Hải Phòng và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng, hội chợ là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao thương tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, giúp cho người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, tìm hiểu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Hội chợ có sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp của 28 tỉnh thành khu vực phía Bắc và cả nước với 400 gian hàng trưng bày, trong đó có 215 gian hàng của các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, 32 gian của các tỉnh thành phố miền Trung, miền Nam, 155 gian hàng của các đơn vị doanh nghiệp trong thành phố, trong đó có một gian hàng giới thiệu những thành tựu kinh tế xã hội của ngành công thương Hải Phòng. Với Hải Phòng thì trong 1-2 năm vừa qua thì cái hoạt động xúc tiến thương mại có những cái phần mà hoạt động tương đối là tốt. Ví dụ như là vấn đề về hội chợ, triển lãm cũng như là các cái phiên chợ hàng Việt về nông thôn, về hải đảo. Những sản phẩm của Hải Phòng tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp và sản xuất những sản phẩm mà có thể là tiếp cận những cái thị trường. Trong 6 ngày diễn ra hội chợ đã thu hút hơn 60.000 lượt khách tham quan mua sắm, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng. Theo ước tính sơ bộ, tổng giá trị giao dịch tại hội chợ đạt hơn 20 tỷ đồng, 18 doanh nghiệp đã tìm kiếm được đối tác. Nhiều sản phẩm có số lượng bán ra khá lớn như là hàng may mặc, đồ uống, ẩm thực, hàng tiêu dùng, hàng tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, dược và mỹ phẩm. Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh máy móc thiết bị sản xuất công nghiệp, đồ gỗ, mỹ nghệ, công nghiệp thực phẩm và nông sản, phân bón đã ký kết được biên bản ghi nhớ hợp đồng, mua bán có giá trị hợp đồng từ 20 đến 50 tỷ đồng. Những cái cuộc hội chợ như thế này tôi thấy vô cùng ý nghĩa với những người sản xuất về hàng hóa như chúng tôi. Thì cái lo lắng nhất của chúng tôi là cái gọi là cái đầu ra. Chính vì vậy những cái kênh mà tổ chức hội chợ như thế này tôi rất là hài lòng với một cái sự chu đáo của Sở Công Thương Hải Phòng và Hội chợ Hải Phòng. Trong thời gian diễn ra hội chợ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức các chương trình hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại các tỉnh phía Bắc, hội nghị ký kết hợp tác xúc tiến thương mại giữa Sở Công Thương Hải Phòng với Sở Công Thương 32 tỉnh, thành phố tham gia hội chợ. Cái việc tổ chức hội nghị giao ban hàng năm của Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến là người chủ trì thì tôi nghĩ là cái này là rất tốt. Đó. Cái này thì mỗi một năm thì để tổng kết lại cái việc mà về xúc tiến thương mại của Việt Nam cũng như là các trung tâm của các địa phương đấy, sẽ nói lên được cái gì là cái gì làm được, cái gì chưa làm được, cái gì đang mắc. Và tôi nghĩ là ở cái hội nghị này ta nên nói với nhau là cái gì đang yếu để chúng ta có cái biện pháp xử lý. Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng Hải Phòng năm 2015 là hội chợ cấp vùng thuộc chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2015, được Bộ Công Thương phê duyệt tổ chức tại Hải Phòng. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung giới thiệu thành tựu kinh tế, thúc đẩy giao thương, quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa, mở rộng hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, hội chợ đã tạo ra điểm tham quan mua sắm giải trí cho người dân và du khách khi đến với Hải Phòng trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2015.